những cái vẫy tay, những tiếng reo hò háo hức của cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 trên 11 khi nhìn thấy tàu Trường Sa 19 khiến ai nấy đều cảm động. Các anh rất hiếu khách, thế nhưng sóng biển dịp cuối năm lại chẳng hiếu khách chút nào. Thực phẩm, quà Tết, quất, mai tặng các anh đều phải bịt kín bằng ni lông, rồi thả xuống biển để các anh tự kéo về. Quay mặt ở đây cho anh ơi. Sự tương tác chỉ có thể được thực hiện qua bộ đàm từ buồng lái. Càng say sóng thì em càng cảm thấy tự hào vì được đứng chung hàng ngũ với các anh ạ. Anh em trên nhà rất phấn khởi và chúc Tết các chị ạ. Nhân dịp đầu xuân năm mới, em xin gửi lời chúc Tết đến các anh. Chúc các anh sức khỏe, niềm tin ạ. Đất liền biết ơn các anh và đất liền luôn hướng về các anh ạ. Cảm ơn chị và cùng chị em trong đoàn chị nhé. Mấy ngày hôm nay để mong đội trưởng với đoàn công tác với anh chị em phóng viên lên nhà mà xong do quá không lên được chết lắm, đang chờ mong cái ôm của chị em mà lại không được. Anh ơi, nếu mà có một dịp mà lên được thì sẽ ôm bù ạ. Thế thì còn gì bằng nữa, nếu mà sang đầu năm tới mà có thì ra tao mới ôm bù nhá. Nhất trí ạ. Con tàu chỉ cách nhà giàn khoảng hơn 100 mét, nhưng một cái bắt tay hay cái ôm chặt giữa biển khơi thật khó. Sự mong chờ những cái ôm từ đất liền của cán bộ chiến sĩ nhà giàn khiến tất cả thành viên trên tàu Trường Sa 19 đều cảm thấy nghẹn ngào. Sự nghẹn ngào ấy trở thành tâm trạng háo hức vào ngày hôm sau, khi mà chỉ huy tàu thông báo có thể lên được nhà giàn tiếp theo và yêu cầu chọn ra một nhóm 4 phóng viên truyền hình để đi trước. Chào. Xin hỏi các anh là đã qua 3 nhà giàn rồi nhưng mà chúng ta không thể lên được nhà giàn và có thể nhà giàn này thì chúng ta sẽ lên được. Xin hỏi anh Minh Hưng, lúc này cảm giác của anh thế nào? Tôi thì là quay phim và cái ước ao duy nhất trong tất cả cái đoàn anh em ở đây thì ai cũng có ước muốn là được lên nhà giàn người đầu tiên. Nhưng mà cái cảm xúc của chúng tôi là người đầu tiên thì nó trong lúc cái sóng gió bão lớn như này thì mình cũng cảm giác nó hơi lo một chút, nhưng mà cái tinh thần đến với các anh rất là cao cả, chúng tôi sẽ quyết tâm. Biên tập viên Phương Dung, bạn rất là say sóng nhưng bây giờ thì bạn cảm thấy là đang rất là hào hứng, lúc này bạn có suy nghĩ gì khi mà bạn được chuẩn bị được lên nhà giàn? Cảm thấy vui lắm chị ơi, tại vì biết là ở trên đấy các anh cũng ngóng mình lắm nên là vui lắm, mong được lên thật nhanh. Thế còn như vậy, xin anh hãy bày tỏ cảm xúc của mình ở lúc này. Tôi xin chia sẻ là hình như là tôi may mắn là phóng viên ảnh duy nhất ở trên đoàn, đâm ra là được ưu tiên lên nhà giàn. Và cái cảm giác của tôi có run nhưng mà rất là háo hức và rất quyết tâm để lên nhà giàn. Quay phim anh Tú, bạn hãy chia sẻ cảm xúc của mình. Cái cảm xúc của tôi bây giờ đang rất là hồi hộp bởi vì là đã trải qua 2 nhà giàn rồi mà chưa lên được với các chiến sĩ ở trên nhà giàn DK. Và đây là nhà giàn thứ 3 chúng tôi đặt chân đến và lần này là chúng tôi quyết tâm sẽ lên đến nhà giàn và để gặp các anh trực tiếp và trao được những phần quà và ghi lại hình và những cái sự chia sẻ của các anh, nên chúng tôi rất là mong muốn có sự cổ vũ nhiệt tình hơn nữa của các thành viên trong đoàn để cho 4 anh em chúng tôi là sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong chuyến đi lần này. 4 bạn quyết tâm nào. 4 bạn sẽ là người đại diện báo chí trong nước lên chuyến nhà giàn lần này. 1, 2, 3. Thế nhưng không phải chỉ quyết tâm là có thể thực hiện được. Sóng biển cao từ 7 đến 8 mét lại là sóng trùng, xuồng khảo sát không cắt nổi sóng. Trường Sa 19 đành phải chia tay nhà giàn thứ 3 trong nước núi. Thật sự là tôi cảm thấy rất là tiếc bởi vì là đã
qua hai nhà giàn rồi mà không thể lên được với các anh. Và đến cái chuyến nhà giàn thứ ba này thì chúng tôi rất là cố gắng và rất là háo hức để lên được với các anh ở trên nhà giàn để được chia sẻ và được gặp trực tiếp các anh này. Thật sự bây giờ cảm thấy rất là buồn, nhưng mà do thời tiết và do đảm bảo về sự an toàn cho nên là đoàn sẽ lại đánh phải chấp nhận và sẽ phải di chuyển tiếp. Cán bộ chiến sĩ ở nhà giàn thứ tư cũng chỉ có thể cảm nhận hơi ấm đất liền thông qua bộ đàm. Không ai nói xa, nhưng tất cả các thành viên của Trường Sa 19 đều rất buồn. Một cuộc họp đã được nhanh chóng triển khai với mục đích tìm ra phương án tối ưu để có thể lên được nhà giàn cuối cùng của hải trình. Sau khi bàn bạc thống nhất, chỉ huy tàu quyết định lấy toàn bộ thân tàu để chắn sóng cho xuồng tiếp cận nhà giàn. Sau đó từng người trên xuồng sẽ đu dây dòng dọc do cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn kéo lên. Vất vả và nguy hiểm, nhưng không ai chùn bước. Vậy là những bước chân đầu tiên của đoàn công tác đã chạm tới nhà giàn dây cao 1/10, ngôi nhà thân thương giữa muôn trùng sóng. Vượt qua hành trình cả ngàn hải lý, những thành viên trên tàu Trường Sa 19 đã mang tới ngôi nhà này hơi ấm của đất liền, của mùa xuân đang tới gần, mang tới cả nguồn cổ vũ to lớn và điểm tựa niềm tin cho những người lính hải quân đang phải tìm tranh giữ vùng biển đảo chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Từ nơi đầu sóng, các anh vẫn hướng về hậu phương với lời nhắn nhủ: đất liền hãy yên tâm đón Tết, ngoài này đã có chúng tôi. Đây là lời chúc Tết từ nhà giàn JK10 của chúng tôi. Chúc mừng năm mới! Giữa chung khơi vẫn xanh ơi, giữa biển trời vẫn sóng yêu đời, lính nhà giàn là thế đó.